Chị đau răng bằng phương pháp massage đơn giản cho Tết thả ga ăn uống. Mẹo chữa đau răng cực hay này sẽ giúp bạn chống chọi với cơn đau răng hiệu quả do ăn nhiều đồ chua ngọt trong ngày Tết. Mứt Tết, bánh kẹo ngọt, đồ ăn chua cay thường là những món khoái khẩu của nhiều người trong dịp Tết. Nhưng bạn có biết, chua và ngọt chính là hai yếu tố rất dễ gây ra nên những cơn đau buốt răng ầm ĩ, đặc biệt là trong những ngày đầu xuân năm mới, khi bạn mãi ăn mãi chơi mà lơ là việc vệ sinh răng miệng. Một mẹo nhỏ chữa đau răng cực hay là sử dụng phương pháp massage phần mu bàn tay, giữa ngón cái và ngón trỏ với đá lạnh mà không phải ai cũng biết, sẽ giúp bạn vượt qua những cơn đau một cách nhanh chóng. Do khu vực giữa ngón trỏ và ngón cái trên tay tập trung dây thần kinh V, là dây thần kinh điều khiển cơ mặt nói chung và phân răng hàm mặt nói riêng. Khi massage bằng đá lạnh, tay sẽ bị tê và dây thần kinh nhận chỉ đạo từ não bộ để giảm căng, vô hình chung cũng làm cơn đau dịu lại. Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị chỉ là một viên đá lạnh và thực hiện theo đúng các bước đơn giản sau đây. Bước 1. Xác định vị trí massage. Bạn sẽ massage ở phần mu bàn tay, giữa ngón cái và ngón trỏ. Bạn nhớ là chọn tay cùng bên với bên có răng đau nhé. Bước 2. Dùng một viên đá massage nhẹ nhàng ở vùng này. Sau 5-7 phút, cơn đau sẽ dần dịu đi trông thấy. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ngậm một lát gừng, tỏi hoặc áp đá lạnh lên bên má nơi có răng đau, cũng sẽ giảm đau hiệu quả. Nếu bạn là người dễ đau răng khi ăn các món chua ngọt, hãy ghi nhớ mẹo nhỏ này cùng các phương pháp vệ sinh để bảo vệ răng miệng trong dịp Tết nhé.